bơm ra bằng đường ống phộng các bạn ra chỗ này ha, cho nước lên ruộng luôn. Thì cái ruộng của mình xạ nay cũng khoảng 2 ngày các bạn, lúa lên rất ngon nè. Hiện tại mình đã xịt thuốc diệt mầm rồi ha. Bự hơn bàn tay của mình nha các bạn. Rồi, con này gần 1 ký luôn các bạn. Này có khối thật, đá này bự hơn cái này đó. Đây là một cái nồi. Cái nồi cái hát khổng lồ. Cái đổ ra được mấy cái lắp rồi nhiều. Mấy cái kia thả đều quá hả? Thả đi hết đường. Thôi đẹp quá lắm. Trong lùng con này cứ dài nữa nó bổ một xíu các bạn. Rồi các bạn trai. Đây là con cá bóng tự. Cái này dẫn đây rồi phải cá hô, cái này dẫn. Rồi bắt đi cho mấy ông gửi chân chút. Đèn nó ra đồng nó ngon. Nghe các bạn, đây là mới cái này gì. Rồi, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh này Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang ra sau vườn các bạn. Thì hôm nay ông anh mình á tiến hành tát cái mương mít nè các bạn. Đó. Cái mương mít này thì nói chung là cũng hơi lâu rồi. Để móc lên để mà trồng những cái mít này ha. Thì trong đây là cá, chủ yếu là cá thiên nhiên là nhiều. Có thả xuống một cái số cá phi để cho nó đẻ như cá hường các bạn. Hôm nay mình tiến hành mình tát cái mương này. Coi cá nhiều không các bạn. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Mời các bạn theo dõi video ha. Thì hiện tại cái máy đặt ở đầu góc đằng kia ha. Thì do mình đặt máy, mình đặt chỗ nào sâu nhất để mà rút hết nước về ha. Để mà dễ bơm. Thì nói chung cái mương này mình muốn tát á, thì nó cũng hơi lâu ạ. Cũng cỡ khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Nên mình sẽ quay sơ cho các bạn xem. Khi nào cạn mình quay luôn nha các bạn. Đó, hiện tại cái máy đang gà động không kia đây. Mình lại cho mình quay cho các bạn xem. Đây, cái hôm nay bơm bằng cái máy Honda nha các bạn. Anh miền Tây nói tới máy Honda thì anh cũng biết ha. Đây các bạn, thì nãy giờ cũng bơm cạn rồi, bắt nói chung là cũng dùng máy chích bắt sơ qua một cái một lần các bạn. Thì còn đây thấy cái nồi rộng cái đế chết, thấy giờ chụp lên nồi. Em cá lau kiến. Cá lau cá bóng gì vậy? Bóng.
À, có bóng cát. Nó. Con gì? Con gì cho nó bự lắm á. Ồ, con cá rô xè bá lửa luôn rồi. Cá rô vàng khè luôn. Đó, ờ ngày đó đó. Ồ chạy. Ô, sao biết hay có phi hay ta. Phi chà bá lửa luôn. Nó còn phi nữa quá. Đó. Cái dảnh á. Cái dảnh thấy không? Cái chiên tươi á, chiên tươi là hết sảy luôn á. Cái mọi à. Cái gỗ. Cái này cỡ này không? Lớn lận nó. Chán. Lên nó bự. Cái linh nữa. Đó, lật bụng rồi. Nhau cho chỗ này nè Dương Sáp. Ừ đó chế tim đó. Chạy. Cá lạc canh này kìa, cá hiểu. Hai con luôn. Cái thường này nhỏ không ha. Đây, thấy này. Ừ. Mấy cái thi chết vậy bà nữa. Chết uống không rộng rồi. Ừ, rộng gì lát chia cho mấy cậu hết trơn luôn rồi xong đó. Mặn cũng gì nữa chứ. Nguyện mới rồi. Nó con gì. Ờ, cá hự. Cái chuối ngày đó luôn à. Cái này dịch. Trời ơi, đã. Dịch thứ già. Cái này ợp trứng dữ lắm rồi. Một trứng quá tại trứng luôn. Này là cá mà dính ai đâu ăn. Cái cá dầu con hả? Cái dầu đó, cái gió đó. Ơi. Đó. Đừng chích thấm làm gật luôn á. Tiêu.
con mới lên chào á. Đó rồi, thấy là luôn em thấy có lòng quá, thấy là đây sao thấy là quắt đó. Em cá hường nghe không em? Mấy cái gô bỏ ngoài. Ngọc nó bự. Có cái thật ngọc. Ngọc này bu vàng rồi phải không? Trời ơi con cá chốt này ông nội mẹ ơi. Rồi. Đấy cắm nó thôi, nó hồi nó ngọt. Mấy con cái rô, một con cái rô nái. Ôi trời, con cái rô nó bự. À, cái rô nó vàng hè luôn. Cái rô kiến. Ê, gọi rồi. Ờ bên đó, đó con đó, đó, hai con luôn. Thì cái lưng đó. Má trời con này có khi dồn đây. Kìa đây sau lưng ngồi thắm hai con luôn kìa. Có tê vậy? Ừ. Còn lớp chứ. Chia ra kìa, chia ra kìa. Bắt cà phê đang ăn cũng ra. Trời luôn. Cái chê ngay chỗ này nè, ngay chỗ này nè. Chị nó lội ra rồi, lội ngay chỗ son á. Chết rồi, giữa son đó. Xe à, không. Cũng khổ dơ. Cái này chắc chết, ngợp rồi, nó thở nổi rồi.
hơi chém bên đội cho. Ngồi. Gì vậy? Nó chém bên mình chưa? Để mình đi vô nhà mình quay mấy con cá nãy giờ đã bắt được cho bạn xem nha.